Nó chỉ đi đường nào? Quá mấy mét không vòng lại. À. Tức là đi ở trên này, đi xuống là đến luôn. Ờ. Đây nó thể hiện rõ ràng. Đây, cái chiếc bọc này. Bỏ đi 2 phút. Chào các người Thái Nguyên nhé. Thank you.
chợ đêm Bắc Hà. Hello, xin chào. Kính thưa các quý vị du khách gần xa thân mến, các quý vị đi chợ Bắc Hà có vui không ạ? Vui. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nữa cho các nghệ nhân, các chàng trai cô gái, đồng bào dân tộc Tày Nùng, người đồng bào dân tộc Mông đến từ các bản làng của xung quanh thị trấn Bắc Hà. Và quý vị đi chợ Bắc Hà vui rồi thì tiếp theo chương trình sau đây, Alin xin được gửi tặng toàn thể các quý vị du khách gần xa và bà con nhân dân một tác phẩm sáo mang tựa đề Đi chợ vùng cao. Xin quý vị cùng thưởng thức. Bụng to thì mới ăn được nhiều cơm, mới thổi được sáo. Thank you.
thì thế thế nào ạ? Có thể dành tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho nghệ sĩ Thảo Liên của chúng ta nữa được không ạ? Xin được chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị. Kính thưa quý vị, bà Thảo Liên, một nghệ sĩ đã xuất hiện trên rất nhiều sân khấu và có thể nói ở chợ đêm Bắc Hà chính là một trong những sân khấu chính của nghệ sĩ Thảo Liên. Nếu như quý vị mà còn muốn thưởng thức nữa thì xin mời quý vị có thể vào kênh YouTube Liên Thảo sẽ được thưởng thức rất nhiều tiết mục của kênh YouTube của Thảo Liên ạ. Kính thưa quý vị. Dạ. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị. Và quý vị có thể cho biết là hôm nay quý vị nào là những vị du khách từ nơi xa đến Bắc Hà không ạ? Giơ tay lên ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn toàn thể các quý vị. Chứng tỏ là hôm nay rất nhiều anh chị, rất nhiều cô bác là những người ở phương xa đến với mảnh đất Bắc Hà yêu thương. Kính thưa quý vị, có lẽ có người đã từng đến, nhưng có lẽ cũng có những người đây là lần đầu tiên, phải không ạ? Kính thưa quý vị, và quý vị thấy chương trình ngày hôm nay có vui không ạ? Có hay không ạ? Xin chân thành cảm ơn các quý vị, và tiếp theo không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời quý vị cùng đến với các tiết mục Xuân Về Trên Rừng Núi với sự thể hiện của Kim Dung. Tiết mục Nữ Vùng Cao với sự thể hiện của các nghệ nhân đến từ Na Kim, Tà Trài. Và tiết mục Múa Ngựa do các nghệ nhân đến từ Tà Trải thể hiện. Xin mời quý vị dành tràng vỗ tay thật lớn nữa để chào đón các nghệ nhân của chúng ta. Vâng, xin mời chương trình bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vâng ạ, vâng. Ôi, không vui không vui rồi. Rồi, đi nhảy tung hoành đi. Đây, đi nhảy đi.
kinh làm sao phải cười. Hay lắm.